chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Quay nâng cấp nhẹ nhàng với cách tông màu xanh của biển. Cho đến hiện nay, cái dòng Quay vẫn được nhiều tay chơi hướng tới bởi cái độ bền cho mặt động cơ và dễ dàng tìm kiếm một tùng đồ chơi thay thế. Ngoài việc phục dựng cho nhu cầu đi lại hàng ngày thì những tay chơi còn hướng tới cái mẫu xe này để tạo ra những bản đồ lung linh đầy thẩm mỹ. Cái phần cụm nắng Nissin vẫn được giữ nguyên bản, người chủ thay là cái phần bao tay bên ngoài chảy xe thêm chút mới lạ. Mẫu tay nhôm này được tích hợp chế độ tinh chỉnh biên độ tay thắng và khả năng chống gãy tương tự như mẫu tay thắng thương hiệu quen thuộc mà chúng ta hay thường bắt gặp. Dây chân trước trang bị cho mình theo dòng Rainbow Bridge 2 bit đã xứng, đi cùng với đĩa Ratatex kích thước là 265. Phần chế dòng Hells cũng tốn kém không ít, với những cái đầu bấm đi cùng với nhát dầu được phối liền tâm với cái phần heo dầu, đĩa thắng và vô cùng ấn tượng. Cái bộ càng thắng sau thì nổi tiếng tới cơ quà, máy giá trị cực kỳ cao, kèm đó là những chi tiết như đủ thắng, đủ giữ má đùm cũng được tinh chỉnh bằng cái chất liệu sáng bóng hơn zin. Trang bị cái cục con S được sản xuất trình riêng cái dòng Quay bởi cái chiều cao 330mm. Có cái phần chân được thiết kế tương tự như zin nên cũng không cần chế cháo một chi tiết nào cả. Dây chân ứng dụng cái điện nhôm XL, một dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay, dành cho những tín đồ đam mê bánh cầm. Và đây là tổng thể cái chiếc xe cừng. Winner 1/10 nâng cấp rất đẳng cấp với độc đồ chơi đắt tiền. Để tạo ra cái sự khác biệt cho cái chiếc Winner của mình, người chủ xe có biệt danh tên là Tủng đã chia ra một khoản tiền hơi lớn để dọn lại phần dàn chân, trang trí nhẹ một số chi tiết đồ chơi để làm chiếc xe mới hơn. Dàn đầu được tạo một điểm nhấn bằng ốp đồng của Exciter 1/10 minh và cố định trực tiếp vào cái phần mũ nhắm bằng hai cái chú ốc đèn khá đẹp. Dưới mặt nạ chúng ta thấy một cái bản tên Titan trước. Đầu xe được mô phỏng phong cách đến từ cái xứ quần đảo Indo. Tận dụng khoảng trống dưới mặt nạ, người chủ bắt thêm cái đèn L4 hỗ trợ ánh sáng tốt hơn cho những cái chuyến vượt đêm. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ngay tay dầu đỏ kết hợp cùng theo dòng Rainbow lục lớn 2 bit đã xứng. Vì là cái món đồ chơi chế thêm nên người chủ phải đặt CC một cái phát heo rời mới có thể bắt vào vỏ phục của chiếc xe. Phía sau cũng áp dụng cái công nghệ phay tương tự với cái phần phát phía sau nhưng được làm xây ngược xuống dưới từ những cái dòng phân khối lớn. Bên cạnh thay đổi cái cặp heo thắng thì bề mặt đĩa zin của xe cũng được người chủ phay kiểu mình mô phỏng theo cái mẫu đĩa của dòng xếp ngàn thần thánh. Bên cạnh là bộ mâm Race Boy 6K, cái bản được hãng đồ chơi bên Sebalai sản xuất dành riêng cái dòng Winner sử dụng mà thay thế như mâm zin cũng không cần chế cháo gì cả. Tiện lợi nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn, độ cứng cũng cao hơn rất nhiều. Cái giảm sóc Hardin tích hợp bình dầu rời được anh em chơi xe ưa chuộng trong nhiều năm qua. Thì tính từ thời điểm này có tuổi đời cả hàng chục năm qua gắn liền với những mùa giải đua MotoGP nên được anh em không cần phải lo lắng về sản phẩm do họ đã tung ra thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhớ like, subscribe.